5 ngày trước rằm tháng 4 âm lịch, hai con giáp trung số, may mắn bất ngờ đổi đời. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi khi đông qua, xuân đến thì vũ trụ càn khôn lại có sự chuyển mình. Vận khí của mỗi người khi sang năm mới cũng có nhiều sự thay đổi. Việc nắm bắt thông tin tử vi các năm của 12 con giáp sẽ giúp cho mỗi người xung cát khí, tìm lành, tránh dữ. Từ đó tạo điều kiện để xây dựng một cuộc sống ấm no, sung túc, ngày càng thịnh vượng trong tương lai. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ về vận trình năm 2021 của ba con giáp được cho là vận trình hành thông khởi sắc vô cùng rực rỡ. Đặc biệt là thời điểm trước rằm tháng 4 âm lịch. Thời gian này các con giáp làm ăn vô cùng thuận lợi, công việc mưu cầu được thành công do được các sao cát tinh chiếu mệnh và quý nhân trợ giúp. Hãy xem chương trình ngày hôm nay của kênh Phong thủy Gia Cát để biết được ba con giáp may mắn đó là ba con giáp nào. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng ông trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Dần. Chúc mừng con giáp tuổi Dần đã là con giáp đầu tiên phúc lộc song toàn, tiền tài viên mãn, thời điểm trước rằm tháng 4 âm lịch. Nói đến con giáp giàu có không thể không nhắc đến tuổi Dần, như có sao thiên phủ phúc đức mà bản mệnh đã và đang tạo nên trong thời điểm hiện tại, tài lộc của mệnh chủ tuổi Dần sẽ vượng phát trong thời gian tới. Theo tử vi, thời điểm trước rằm tháng 4 âm lịch tới đây, cuộc sống của mệnh chủ tuổi Dần sẽ nâng lên tầm cao mới. Ai khó mặc ai, cuộc đời của người tuổi Dần khi bước vào trung vận và hậu vận sẽ sung túc, không thiếu thốn thứ gì. Thời gian này tuổi Dần có nhiều cơ hội kiếm tiền, tài lộc đến bất ngờ. Đây là thành quả sau những cố gắng không ngừng của bản mệnh. Sự nghiệp thăng hoa, quý nhân nâng đỡ, nhân duyên rất vượng. Cụ thể thời điểm cát lành này như sau. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Dần thời điểm này có sao thiên tướng, vận trình bình ổn diễn ra, điểm báo có sóng gió bất ngờ ập tới. Nhưng may là mệnh chủ vẫn giữ được trong mình sự vững vàng, hiên ngang. Tuy tinh thần có chút sa sút, nhưng những người tuổi Dần không để nó làm ảnh hưởng đến công việc đang làm. Câu trận thuộc ngũ hành thổ mang tới điểm bị lưu đày và liên lụy. Tuy nhiên, theo mặt tích cực, tuổi Dần có được nhiều người giới thiệu mà tìm công việc mới. Nó có liên quan đến công việc cũ, công việc mới sau nhau. Mọi chuyện bị kéo dài, e rằng có nhiều uẩn khúc, ảnh hưởng đến công việc dài lâu sau này. Điều này cũng thể hiện tuổi Dần khá cứng nhắc khi làm việc, tự mình bó buộc. Nếu mệnh chủ có thể khắc phục điểm này, tuổi Dần có thể tiến xa trong con đường công danh. Sao đằng già cho thấy, muốn đạt được thành công, bản mệnh phải trải qua nhiều bất trắc, đặc biệt là với những người đang trên đà thăng tiến, có thể bị tiểu nhân gài bẫy, hãm hại. Tuổi Dần cần hết sức tỉnh táo, nhất là người làm kinh doanh, cần chú ý hợp đồng có nhiều lỗ hổng, có điền giấy tờ giả, không có thực. Tử vi còn cho thấy, vì liềm thủ mệnh, tuổi Dần có thể phát huy lối tư duy nhanh nhẹn, tác phong cấp bách, phản ứng mau lẹ, từ đó có thể giải quyết được công việc hoặc những vấn đề rắc rối nhanh chóng. Về phương diện tài lộc, tử vi tuổi Dần thời điểm trước rằm tháng 4 âm lịch tới đây có sao tu trận, nên người làm ăn có điểm gặp được khách hàng cũ, bạn bè huynh đệ có thể giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Tuy nhiên, lại vì bạn bè cũ mà dẫn tới phá tài lộc. Bên cạnh đó, trong thời điểm này có thêm sương nhẫn,
con nên tuổi Dần cần biết cách chọn bạn mà chơi, tránh xa những kẻ bên ngoài, tay bắt mặt mừng nhìn bên trong lại ẩn chứa đầy toan tính, chỉ muốn lợi dụng vơ vét của người khác. Nhìn thời điểm này, mệnh chủ tuổi Dần sẽ có vượng tài lộc nên khá tốt, ăn lên, làm ra. Tuy nhiên, sẽ bị bạn bè và người thân mà mất tiền nên chỉ cần chú ý mặt này là được. Ngoài ra, trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hành thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho tuổi Dần trong năm Tân Sửu 2021. Thứ hai là tuổi Thìn. Chúc mừng tuổi Thìn là con giáp thứ hai được thần tài cho lộc, cuộc đời giàu sang sung sướng. Tử vi 12 con giáp thời điểm trước rằm tháng 4 âm lịch tới đây. Thiên can, địa chi với thìn thổ làm trụ ẩn hay thiên can và mộc nhâm, bố cục tháng địa khắc thiên, thổ khắc thủy, cơ thiên tài chính tài, thần tọa thánh. Tử vi thời điểm trước rằm tháng 4 âm lịch cho thấy, đây là thời điểm mang lại nhiều điều tốt lành, sẽ xuất hiện những cơ hội tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời của bản mệnh. Mệnh chủ chỉ cần cố gắng hết sức mình, dù vất vả một chút, nhưng ắt sẽ thu lại kết quả tích cực. Các tinh nâng bước sẽ giúp mệnh chủ đạt được mọi điều đang đặt ra. Bên cạnh đó có tam muội phù trợ, công việc của mệnh chủ sẽ có bước tiến rõ ràng. Dễ thấy nhất là mệnh chủ luôn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Dù gặp khó khăn đến mấy, mệnh chủ cũng nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ của người khác để vượt qua. Công việc đã thuận lợi thì ngày càng thuận lợi hơn. Thậm chí mệnh chủ còn được giới thiệu cho những cơ hội phù hợp với năng lực của mình. Tuy nhiên, dưới tác động của nguyên lệnh lâm mộ, bản mệnh đừng quá kiêu căng với những gì mình đã làm được. Sự kiêu căng và chủ quan đó sẽ cản trở con đường phát triển toàn diện của mệnh chủ, thậm chí còn thu hút kẻ tiểu nhân tìm cách hãm hại mệnh chủ. Xem tử vi thời điểm trước rằm tháng 4 âm lịch tới đây còn cho thấy, tùy thìn trên phương diện kinh tế xuất hiện dịch mã, cho thấy càng cố gắng bao nhiêu, mệnh chủ càng nhận được kết quả khả quan bấy nhiêu. Thời điểm mọi người nghỉ ngơi lại chính là thời điểm mà bản mệnh hốt vàng, hốt bạc. Vì thế đừng ngại bôn ba, vất vả, bởi thành quả gặt hái được chắc chắn không phụ công của mệnh chủ. Tam hội cũng giúp cho tình cảm của mệnh chủ tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Mệnh chủ có thể được người thân và người quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Việc đến với người đó hay không phụ thuộc hoàn toàn vào tuổi thìn. Mệnh chủ nên mở lòng để đối phương có cơ hội làm thân với mình, chớ vội vàng chối từ, kẻo lỡ nhân duyên tốt. Về phương diện sự nghiệp, tử vi thấy rằng sự nghiệp của mệnh chủ tuổi thìn thời điểm trước rằm tháng 4 âm lịch tới đây có những bước tiến vượt bậc trong thời gian này. Mọi kế hoạch mà mệnh chủ đề ra đều đang tiến triển một cách thuận lợi. Nhờ có quý nhân tam hội, bản mệnh xây được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện để bản mệnh đạt được thành tích rực rỡ hơn. Thời điểm này, bản mệnh còn luôn giữ được sự tỉnh táo khi bắt tay vào công việc. Cho dù có bận rộn đến mấy, bản mệnh nhanh chóng khẳng định được điểm mạnh của mình, gây ấn tượng được với cấp trên và mọi người xung quanh. Tuổi thìn hãy nhận biết đâu là cơ hội mà mình cần phải nắm chắc và cố gắng hết sức mình. Bản mệnh sẽ đạt được điều mà mình mong ước bấy lâu nay. Hai các tinh nghịch mã và thiên vu cũng đem đến cơ hội thăng chức, tăng lương cho mệnh chủ. Tuy có thể tuổi thìn sẽ phải di chuyển nhiều một chút, phải tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ, nhưng đừng quá lo lắng, với khả năng của mình hoàn toàn có thể giúp bản mệnh chinh phục được đỉnh cao. Tuy nhiên, nguyên lệnh lâm mộ, tuổi thìn có thể trở nên tự mãn vì những gì mình đã làm được. Thái độ kiêu căng khiến bản mệnh không nghe theo lời khuyên nhủ của người khác, đôi lúc không nhận rõ được mọi mặt của vấn đề và đưa ra những quyết định nhầm lẫn. Cách ứng xử trong nhiều trường hợp cũng khiến bản mệnh trở thành cái gai trong mắt của một số người. Cho nên bản mệnh cần chú ý trong hành động và nói năng nhiều hơn, chớ nên gây thù chuốc oán với mọi người xung quanh. Về phương diện tài lộc, theo tử vi thời điểm trước rằm tháng 4 âm lịch tới đây, vận trình của mệnh chủ tuổi thìn phát triển theo chiều hướng thuận lợi, dù không phải là các cơ hội kiếm tiền sẽ dâng tới cửa cho bản mệnh.
Có thể nói, mệnh chủ tuổi Thìn sẽ phải làm việc khá vất vả và tích cực. Nhưng số tiền mà bản mệnh kiếm được ắt hẳn sẽ khiến bản mệnh quên hết những điều mà mình phải trải qua trong thời gian qua. Tam hội còn cho thấy thời điểm này là thời điểm thuận lợi để mệnh chủ mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Quý nhân xuất hiện còn hướng bản mệnh tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình. Vì vậy, bản mệnh hãy tự tin nắm bắt, đừng chần chừ do dự quá lâu để lỡ mất thời gian ngàn năm có một. Ngoài ra, dịch mã khuyên bản mệnh càng chủ động, năng động và không ngại khó khăn vất vả, thì mệnh chủ lại càng được hưởng thu hoạch dồi dào bấy nhiêu. Mệnh chủ tuổi Thìn có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch mà bản thân mình tự đã vạch ra. Dù bước qua phải bồn ba không được thuận lợi, thì sau khi mọi việc vào guồng, tuổi Thìn sẽ bắt đầu nhận được trái ngọt. Với người làm công ăn lương, thu nhập bản mệnh cũng tăng lên theo những thành tích mà bản mệnh đạt được trong sự nghiệp. Một số người có cơ hội cân nhắc thăng chức, tăng lương, giúp cải thiện cuộc sống từ nay về sau. Nếu đạt được những thành tích đáng kể, đưa ra những ý kiến sáng tạo giúp tập thể phát triển, bản mệnh cũng sẽ nhận được những khoản thưởng nóng tương xứng. Để mọi việc đều phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp tuổi Thìn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Thứ ba là tuổi Ngọ. Chúc mừng tuổi Ngọ là con giáp cuối cùng gặp được nhiều may mắn trong thời điểm trước rằm tháng 4 âm lịch. Tử vi cho thấy tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, tiểu mãn nguyệt lệnh chủ tị hỏa. Sau khi lập hạ 5 ngày Mậu, 9 ngày Canh, 16 ngày Bính, tuổi Ngọ tháng này có tam hội với địa chi tháng. Phương diện tài lộc của mệnh chủ tuổi Ngọ đã có dấu hiệu chuyển biến vô cùng tích cực. Đào hoa dự báo vận trình tình duyên có tiến triển tốt. Người độc thân may mắn tìm được tình yêu. Tuy nhiên, thầy tử vi nhắc nhở bản mệnh, tháng này tình hình sức khỏe có chút suy giảm. Nếu như tuổi Ngọ không biết phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng chú ngựa hãy cẩn thận lưu ý. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Ngọ thời điểm trước ngày rằm tháng 4 âm lịch cho thấy rằng sự nghiệp lên hương, phàm lục hợp, tam hợp nhập mệnh và với tư chất thông minh, tinh thần an định hiếu thắng, tâm tình chính trực, có khả năng giao tiếp thông tuệ. Tuổi Ngọ nhờ có tài bẩm sinh khả năng giải quyết vấn đề nhanh, cho nên mệnh chủ làm việc tích cực, phản ứng tốt, đã nói là làm và không chịu thất bại. Cộng thêm khả năng khẳng khái, giao tiếp rộng sẽ giúp cho bản mệnh hoạt động tốt hơn trong các lĩnh vực như kinh doanh, buôn bán, ngoại giao. Công việc trong thời điểm này nhờ thế mà tiến triển, tốt đẹp. Nhưng sự xuất hiện của sao Mao đầu cảnh báo bản mệnh cần lưu ý làm tốt việc của mình để tránh bị kẻ xấu tìm cơ hội phá hoại. Sau này mang điểm xấu kệ tụng, bản mệnh có thể tiến hành những việc quan trọng vào thời điểm này, nhưng phải đặc biệt chú ý có tiểu nhân ném đá giấu tay. Mộc dục xuất hiện còn cho thấy đường công danh sự nghiệp cũng chịu ảnh hưởng nhiều do bản mệnh đang để cho cảm xúc dẫn dắt lý trí. Đôi khi có những rắc rối nảy sinh do mệnh chủ tuổi Ngọ làm việc còn lơ là, thiếu tập trung và cẩn trọng. Về phương diện tài lộc, tử vi tuổi Ngọ trước rằm tháng 4 âm lịch cho thấy về mặt tài lộc vô cùng tê sáng, bản mệnh có thể yên tâm bởi trong thời điểm này sẽ có không ít cơ hội để bản mệnh làm gia tăng nguồn thu nhập của mình. Mệnh chủ còn có chính tài trợ mệnh, tài lộc ổn định và ngày càng phát triển, không lo thiếu tiền tiêu. Trong những ngày này sẽ có vận khí tốt, nhưng chú ngựa nếu biết dồn sức nỗ lực cày cuốc thì vận trình tài lộc cực kỳ vượng phát. Song thể gia cát cũng nhắc nhở tuổi Ngọ cần chú ý những ngày có kiếp tài, những khoản chi tiêu không hợp lý sẽ khiến cho bản mệnh mất hết tiền của, vận may. Bên cạnh đó, thầy Gia Cát còn nói rằng nếu muốn kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, mệnh chủ tuổi Ngọ cần sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh bản mệnh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn,
chiêu tài lộc. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh, phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm được những thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.